sân hoàng trọng tuỳ trở lại với quý khán thính giả và chúng tôi đang gửi đến quý vị các hình ảnh tại nepal ngày hôm nay và trên khắp nơi thì chúng ta thấy về binh quốc gia rồi binh sĩ nepal tiếp tục các hoạt động bây giờ đó vẫn còn là tình trạng cứu nạn ngày hôm nay thì chính phủ nepal đã chính thức lên tiếng xin lỗi là họ đã sai lầm trong cái việc đối ứng với tình trạng khẩn cấp này lý do rõ ràng là vì chính phủ uh, họ thờ ơ. Yeah. Vấn đề ngân sách yếu kém rồi tình trạng mà nghĩa là đôi khi họ không có quan tâm lắm, họ nói rằng ô ớt khoét thì bây giờ đã có những cái lực lượng chống um, thiên tai hoặc là uh, có những cái lực lượng đó thì họ tập huấn thường xuyên mà bởi yeah. vì chúng ta nghe đó, có những cái phái đoàn từ Việt Nam họ cũng sang Nepal bởi vì yeah. Nepal là quốc gia hay động đất, họ sang đó học học, học hỏi. Yeah. Bởi vì động đất cũng xảy ra ở Việt Nam thì những cái chuyện mà tập huấn động đất nhưng mà người ta tập là tập như vậy thôi giống như, như vâng. ở Cali chúng ta đó yeah. à, trường cũng có báo động yeah. nhưng mà cho đến khi cái chuyện đó thực sự xảy ra lúc yeah, đó mới rồi. biết được là trường có thực sự là có cái tình đúng thi hành đúng những cái quy định những cái lệnh về yeah. khẩn cấp hay không thôi um, khi mà mà anh nói chính phủ thờ thì khi mà họ thờ như vậy bao nhiêu nước khác họ đổ dồn về để mà họ cứ giúp họ cứu trợ Nepal trong khi đó chính phủ thờ, nhưng mà người lại hôm nay họ cũng đã bắt đầu họ họ nhúng tay vào. Không chính rồi đúng không? chính phủ nhúng tay vào nhưng mà ý tôi nói ở đây đó là cái chuyện mà tập trận cái chuyện mà thực sự nhúng ừ. tay vào để điều động lực lượng này nó tất cả những cái kế hoạch đó. Yeah là họ không biết gì hết ờ, ngày không. hôm nay những người mà uh, ngoại quốc họ đến họ hỏi kế hoạch của chính phủ sao họ không có những cái kế hoạch để mà phòng chống động đất không có kế hoạch ừ. thì điều đó có nghĩa là họ đã không quan tâm dạ, vâng. nhiều ừ. đến vấn đề thiên tai và động đất dạ. chứ nếu mà thực sự họ quan tâm chẳng hạn như chính quyền ở california và ở tại mỹ này dạ. kế hoạch của mỗi một khu vực thành phố là phải có hết dạ. trong trường ừ. hợp khẩn cấp trong trường hợp mà xảy ra thiên tai biến cố là chính quyền địa phương họ biết phải làm gì. Yeah. Ngay cả cái vụ mà bão Katrina thế yeah. không? Cơ quan của chính phủ liên bang cũng đã gặp khó khăn. Bởi vì sao? Họ không ngờ có những cái cơn bão mà nó khủng khiếp như thế. Yeah. Đó là những cái mà chúng ta thấy. Yeah. Ngay cả chính phủ Hoa Kỳ cũng đôi khi cũng lầm lỗi. Yeah. Cơ quan FEMA cũng bị chỉ trích nặng nề. Yeah. Bởi vì họ không, họ, mặc dầu họ có cái kế hoạch, yeah. nhưng mà cái việc áp dụng kế hoạch đó ừ. thì tùy theo mỗi một cá nhân, yeah. người tài giỏi thì họ điều binh khiển tướng hay yeah. còn người dở mà nhất là người dở mà lãnh đạo thì nói ngoài miệng thì hay yeah. lắm à làm a làm b làm c đến khi đùng mọi chuyện xảy ra thì không biết gọi ai luôn yeah, vâng. thì đó là ừ. những diễn biến hiện nay ở tại nepal thưa quý vị thế nhưng một cái bản tin có thể nói rằng con người cái sức chịu đựng rất cao và cái, cái lòng mà mong mỏi được sống được sống một cách bình thường là cái, trở lại. À, cái, cái tính cách survivor đó họ vâng à, tôi muốn sống dạ đúng rồi và con quý vị con người có người thể tự tưởng không tưởng, hôm nay mặc dầu là ở các nơi nhất là những vùng xa xôi hẻo lánh dạ. người ta vẫn còn đương đầu với tình trạng mà thiên tai động đất thế nhưng hàng quán đã mở cửa trở lại lạp sớm à, tuy nhiên ông chủ này đó ông mở cửa và ông nói là uh, những cái thiệt hại trong 3 ngày đóng cửa vì động đất đó Uh, lên rất là cao. Nhưng mà khi mở cửa lại thì không có nhân viên làm việc bởi vì những cái người nhân viên làm việc đó họ rất là buồn và họ phải đi về uh, cái nơi mà gia có gia cho có ừ. gia đình, có người thân họ phải đi về họ tìm người thân của họ. Yeah. Cho nên là cái cái shop mở cửa là chỉ có một mình ông chủ thôi thưa quý vị. Nhưng hôm nay thưa quý vị, nhà hàng đã mở cửa lại, tiệm rau, tiệm trái cây rau quả đã mở cửa lại thì tiệm rau tiệm trái cây rau quả mở cửa lại thì khi mà động đất đó những cái khu vực mà nó có nhiều building thì nó sẽ ảnh hưởng nặng nề hơn với những cái nơi mà uh, đồng đồng không đồng trống Đúng. Đúng. cho nên là những cái form những cái nông trại thì họ không có bị ảnh hưởng nhiều uh, cho nên là anh thụy có giải thích với lạp sơn đó là khi mà động đất như vậy đó thì những cái, cái form những cái nông, nông trại, trại họ vẫn còn có những cái vẫn, vườn rau quả uh, còn hái trái cây, cây, được. cây vẫn còn đó dạ vâng. những cái trại nuôi heo, nuôi gà, nuôi vịt vân vân không có bị ảnh hưởng thì những người này không bị ảnh hưởng thì không có lý do gì họ không giết không gà, mổ dạ gà vâng. để đi bán hoặc làm bò, làm heo để đi bán. Và với những người còn có khả năng còn có tiền. Cái vấn đề ở đây đó là liệu rằng dân chúng còn có tiền để tiếp tục đi mua sắm và ăn uống hay không? Bởi vì sao? Không có việc làm Ừ. thì bây giờ cái vấn đề đây đó những cái công việc xây dựng những công công việc mà uh, liên quan đến tái thiết đó, sẽ yeah. là rất quan trọng trong thời yeah. điểm này nhất là những cái công việc về điện thoại nè internet nè những cái công điện việc về điện tử những cái gì mà nối lại những cái đời sống bình thường yeah. hoặc là sửa cầu cống nước rất là quan yeah. trọng thì những thành phần này sẽ kiếm được việc làm nhiều còn những cái người mà chế dụ như là tiệm nail hoặc là yeah. thực phẩm nói chung thì trong bất cứ một cái hoàn cảnh thiên tai nào cái việc tái thiết là cái điều tái thiết cho cả một cái lãnh vực yeah. kinh tế của quốc gia luôn nữa thì sẽ có thành phần này bị ảnh hưởng và thành phần khác không ảnh hưởng những người chủ tiệm họ nói rằng cái kho hàng của yeah. họ không bị ảnh hưởng yeah. thì họ còn mở cửa để họ lấy hàng ra tuy yeah. nhiên với những cửa hàng rau quả thì ông chủ hồi nãy ông nói đó là bởi vì ông bán hàng ngày mà cho nên ừ. rau quả bị động đất đã hư hại rất là nhiều yeah. thì với những người nông dân mà còn có thể hái xoài chúng ta thấy xoài yeah, rất yeah, nhiều xoài hái thì... xoài hái cam thì còn có thể mang được cho nên đó là những gì mà chúng ta nhìn thấy cũng là một cái điều um, hình ảnh lạc quan đối vâng, với vâng, Nepal ngày hôm nay Và một cái khó nữa là khi mà động đất như vậy, những cái trái cây, những cái rau quả nó hiếm đó yeah. Thì cái giá nó sẽ mắc hơn đúng không anh Thùy? Đúng vậy, yeah. nhưng mà cái người Nepal chúng tôi ghi nhận được đó Họ không có lợi dụng hoàn cảnh này để ừ. mà họ nâng giá lên Chúng ta không à. thấy có những cái tin tức đó Hôm qua bán một đô la một tô mì thì hôm nay cũng là một đô la ừ. một tô mì thôi Tuy nhiên cái việc nâng giá lên đó là do ăn thua cái mức cung cầu nếu mà họ không có bột mì thì yeah. chắc chắn thì giá nó phải tăng lên thì yeah. đó cũng là cái điểm mà họ quan tâm rất nhiều bởi vì vật giá sẽ leo thang lý do không phải là họ phá giá yeah. Yeah. mà bởi vì họ nhận hàng vào không có cái giá như cũ nữa yeah. hàng tất cả mọi thứ ừ. bây giờ nó tăng giá hết chúng ta chỉ hy vọng là trong thời gian tới tất cả những cái quốc gia lân cận họ sẽ mang hàng à, cứu trợ Châu Âu sẽ đóng rất nhiều à, Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ rất nhiều Và Nhật nữa nhưng mà cái vấn đề ở đây đã, đa số là lương khô mà thôi những à, cái thực phẩm để dành cho những người bị nạn thôi còn những người mà có khả năng thì họ vẫn phải tiếp tục à, tìm kiếm một cái nhà hàng hoặc là một cái chợ nào đó nếu mà chợ mở cửa ngày hôm nay à, thưa quý vị cuối cùng rồi thì cũng thôi cũng xong thôi. À, chín người tử tội đã bị xử tử hình ừ, ngày hôm qua ngày hôm qua rồi yeah. à, khi mình đưa tin vào 9 giờ sáng thì khoảng 2-3 tiếng sau thì chín người đều đã bị chích thuốc phải ngày, không? Hôm dạ, dạ, ngày, ngày hôm qua dạ ngày hôm qua thì uh... đã bị chích thuốc chết vâng. và hai còn hai, hai người Australia là ông andrew chan và myrian à, hai cái người remains ồ oh, hai cái body dạ, vâng. hai cái xác chết của hai người úc đó là đã được uh, đưa về úc Vâng. vâng, sẽ chuẩn bị để được người thân đưa về Úc. Ừ. Chứ cái còn những cái quan thì, tài mà khi họ họ chuẩn bị thì, đó. Thì khi mà họ sự tự hình, uh, trong bản tin uh, không cho biết là họ chỉ nói là sự tự thôi. Họ không biết sự tự như thế nào, bị bắn, bị chích điện, yeah. uh, vân vân. Nhưng mà nói chung là sự tự. Uh, những thi thể của cả những người này đã được đưa vào quan tài rồi từ quan tài họ đưa vào nhà xác họ giữ xác cho lạnh bởi vì người thân sẽ đến đón nhận à, 8 giờ tối hôm trước tức là vào khoảng 5 giờ sáng ngày hôm qua khi chúng ta đưa tin đó thì 3 tiếng đồng hồ sau thì người thân được đến thăm những người thân của họ lần cuối cùng tức là được thăm những tử tội lần cuối cùng à, và tin tức lúc đó thì cũng cho thấy rằng là nhà chức trách cũng đã đưa ra những cái quan tài để cho yeah. thấy họ chuẩn bị hết tất cả à, bây giờ thì ngày hôm nay chúng ta chưa thấy những cái sự lên án của chính quyền úc hoặc là ba tây nigeria như thế nào nhưng mà à, pháp thì hiện nay còn một người tử tội họ đang kháng án và ừ. tòa cũng đã à, nhận cái đơn kháng án này tạm thời hoãn việc xử tử ừ. để rồi chờ xem coi tòa đọc lại tất cả những cái đơn để xem coi so với những cái việc chống án trước đây đó có yeah. cái sự khác biệt phải cần có cái sự khác biệt tức yeah. là bên phía luật sư phải tìm ra những cái manh mối mới để nói rằng trong lúc mà sự tội cái người công dân pháp này nó có ừ. những cái sai sót yeah. lúc đó thì tòa mới đồng ý để mà xem lại còn không thì là cái việc xử tử hình một công dân pháp cũng sẽ được xảy ra và chính phủ pháp cũng đã lên tiếng họ họ đe dọa họ nói rằng chính phủ Nam Dương sẽ gặp những cái hậu quả nếu mà sự tự hình công dân của Pháp. Chúng ta chờ xem. Trước đó thì chính phủ Úc cũng đã lên tiếng đe dọa ừ nhà, là sẽ cũng, gây ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao giữa Úc và Nam Dương. Nhưng mà cũng cũng vẫn sự tử là sự nói, tử thôi. Cuối cùng thì tổng thống Widodo nói rằng không, cái luật lệ của chúng tôi là như thế, chúng tôi đã có luật lệ rõ ràng buôn bao nhiêu ma túy thì sẽ bị sự tự hình. Chúng tôi trở lại ngay sau phần bảo trợ thương mại kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.